đưa cơ giới hóa là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Tại thị xã Đông Triều, 5 năm trở lại đây, việc áp dụng cơ giới hóa cũng đang được đẩy mạnh, từ làm đất đến khâu thu hoạch, có phần tích cực nâng cao năng suất cây trồng, năng suất lao động, thúc đẩy sản xuất hàng hóa. Gặt máy một sào thì mất, tính ra cơ giới hóa mất 120.000, mà tính với một công gặt một sào thì chúng tôi phải thuê mất 200.000 trên một sào. Và đưa cơ giới hóa vào thì nó sẽ giảm được rất nhiều thời gian và tiền của bà con nhân dân. Để có thể đưa cơ giới hóa vào sản xuất thuận lợi như hiện nay, thị xã Đông Triều đã đẩy mạnh quá trình dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai, tạo ra các cánh đồng lớn ở 15 xã phường với 30 vùng sản xuất tập trung để áp dụng những giống cây trồng chất lượng cao. Đến nay đã có 100% các vùng sản xuất tập trung của thị xã được áp dụng cơ giới hóa. Khi đưa cái cơ giới hóa vào thì như vậy là đối với cái công làm ấy thì đối với nhân dân bây giờ là rẻ được khoảng 50%. Đến 500%, và chúng ta lại rút gọn được cái thời gian về cái việc là cày bừa cũng như được về cái việc sản xuất. Cùng với đưa cơ giới hóa vào sản xuất trên cánh đồng, khâu chế biến cũng được thị xã đẩy mạnh áp dụng máy móc để tạo ra sản phẩm nông sản có thương hiệu, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương.